tin giáo phận Bắc Ninh. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, gửi thư mục vụ tháng kính thánh Du Xe. Hưởng ứng năm đặc biệt về thánh Du Xe của Đức Thánh Cha Francisco, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, gửi thư mục vụ hướng dẫn tôn sùng thánh Du Xe trong tháng 3, tháng kính thánh Du Xe đến toàn giáo phận Bắc Ninh. Mở đầu thư, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt nhắc đến truyền thống tốt đẹp của việc tôn sùng thánh cả du xe của giáo hội Việt Nam và giáo phận Bắc Ninh. Vị trí và lòng tôn sùng cũng như ơn sủng của Thánh Du Xe được thể hiện rất rõ trong đời sống của các tín hữu. Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Thánh Teresa cả, trên thiên đàng, Thánh Du Xe ra lệnh hơn là vang sinh, Đức Cha nhấn mạnh, câu nói này phải hiểu trong đời sống thầm lặng, trung kiên và khiêm nhường, bình dị của Thánh Du Xe. Chúng ta tin rằng bất cứ ơn xin gì mà kết hợp một lòng một ý với thánh cả du xe thì sẽ được Thiên Chúa ban ơn. Tiếp đến, Đức Cha nhắc đến những công việc mà thánh du xe đã làm. Đó là những khó khăn vất vả được thuật lại trong Kinh Thánh. Người đời né tránh và sợ những gian khổ hy sinh đó. Nhưng với thánh du xe thì đó là con đường nên thánh, con đường hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa gửi trao từ việc chiêm ngắm những nhân đức tốt đẹp của thánh cả du xe đức cha mời gọi mọi người hãy sống như ngài đặc biệt trong mùa chay thánh thánh du xe sẽ giúp cho chúng ta từ bỏ tội lỗi và bước vào đời sống mới trong mùa phục sinh đó là con đường thánh cả du xe đã đi con đường nghe lời chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với chúa đó là con đường giúp cho chúng ta năng động và ứng phó trong mọi hoàn cảnh và biến cố của cuộc sống hàng ngày nhờ lời chuyển cầu của mẹ maria thánh du xe các thánh tử đạo việt nam và đặc biệt các thánh tử đạo bắc ninh đức cha xin chúa chúc lành và ban ơn cần thiết cho mọi thành phần trong giáo phận cho mọi người sống trong phần đất của giáo phận cho quê hương và đồng bào việt nam thân yêu và cho cả thế giới